Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Clip ngày hôm nay mình làm cho ông em Nguyễn Tuấn nhá. Em Tuấn, em có nhờ mình làm mỗi clip mà bắn cái bộ combo Barret Iron với lại quán VIP, bắn ở map chạm bắn 6 anh em ạ. Nhưng mà hôm qua hỏi thì leak em ấy là không có item, không có nhân vật, không có giáp giết gì cả. Thì em bảo thôi anh làm clip nào cũng được, anh làm súng nào cũng được. Đấy, nhưng mà căn bản là em mới thích cho nên là mình sẽ cố gắng mình làm. Thì có thể là cái clip này nó không được hay như những clip mà có item đầy đủ. Thì là anh em thông cảm, nói chung nó cũng là cái tấm lòng của mình gửi đến anh em thôi. Thích thì mình làm thôi, anh em cứ thích là được, đúng không nhỉ? Định là làm hộ hoa đăng hoặc là những cái link mà nó như này, định làm hộ hoa đăng này anh em này. Nhưng mà thôi, để xem mà thử sức mình hôm nay, không cầm item, không cầm nhân vật gì cả, để xem có bắn được không. Nói chung là khó đấy, tại vì bắn cái C4 thường này mà không có item, mới không có giáp thì cảm giác là bắn nó bị chùn tay lắm, cảm giác mình không công láo được, không đẩy được, không công được. Ôi trời ơi, đồng đội báo xong đấy yếu rồi mà bắn trúng viên đấy mà không chết đấy. Ui trời ơi, quả bom to tướng luôn. À đúng, mình né sang đây đúng là thượng sách. Hay chưa, bắn không item này anh em mà ví dụ mà ăn quả bom GB thôi là anh em đã thấy nó thốn rồi, nó độc có đáp bom thôi đã muốn ỉa ra quần rồi anh em ạ. Khổ lắm. Cũng may sao là em mới cho, gọi là cho vào cái map chạm vào sóng ấy em, mà bỏ ôi em thích map thị trấn bỏ hoang thì chắc là thôi bỏ hoặc là cái map tàu ngầm chắc là bỏ luôn, chắc là làm clip khác. Mấy cái map hẹp ăn bom đủ chết rồi. Rào quán ai không nhỉ? B mất rồi. Ôi giời, ông này vẫn đứng ở đây ạ. Đồng đội chết ở B rồi kìa. Úi trời ơi, nó ép vào trong B luôn này. Ôi dưới lô B có này. Bom luôn này. Úi trời ơi, ba thằng trong B luôn ạ. Khó nhờ. B3. Hay rồi. Lức lưng luôn. Ồ, không thể nào kê cái ấy nhờ, không thể nào kê cái cửa sổ luôn. Đâu, để tôi sang B xem nào. Mấy cái này canh B có vẻ khó khăn thế nhờ. Cái B này canh rất là đơn giản luôn anh em ạ. Cầm slip thì chúng ta có thể canh ở chỗ này, hoặc chúng ta có thể canh ở nhiều chỗ khác nhau, có thể là mình bắt được cái B. Hoặc là cầm tanh thì mình sẽ đứng ở nhiều góc. Nói chung là cái B này cũng đơn giản mà. Anh em cứ để mất cái B hoài, buồn lắm. B khả năng im lắm. A này, khả năng lại mất A thôi. Biết này. Về A đi, về A đi. A lên kìa. Ủa ôi, hãy liều thế. Trời ơi, bay như chim anh em ạ. Về A đi, về A đi. Tôi bắt mít cho. Ủa A lên đến nơi rồi này, xe này. Sao ông ở lỗ A là không ra cover cho đồng đội nhỉ? Sao cứ để cho đồng đội chết ở A ấy kia. Úi trời ơi, mà lướt nhẹ cái, lướt nhẹ cái mồm luôn ạ. Bắn hơi bị cục xúc rồi ấy nhờ. Canh A thì mà tôi canh A thì mất B, mà canh B thì mất A luôn ạ. Khó hiểu nhờ. Chịu rồi đấy. Khó nhờ. Mình tính nhờ. Tôi lại phải về A mới được. Ui ông nào đáp vào khói đấy đấy. Qua canh B đi anh em. Qua canh B đi A để tôi. Khi qua ông nào đáp vào khói đây tôi chả nhìn cái gì luôn này.
Hành lang có kìa, hành lang có kìa. B5 kìa. Phải bê cover cho trong đội kìa, mà không ai về kìa. Sao cứ đứng ở nhà mình làm gì ta? Này cửa bê có này, úi trời ơi, đặt bom mình toang rồi. Nổ bê rồi. Khó. Đó, cứ sang A thì mất B, mà sang B thì mất A ngay được. Giỏi thật. Làm nào phân thân ra được thôi. Dưới lỗ B có một này. Úi trời ơi. Đó, vừa mới lên cái là còn 20C luôn. Nó móc cửa B này. Bó tay rồi. Chịu ơi. Bảo mấy này cái B chắc vào. Trời ơi. Đó, mình ở trên A lúc mình chạy ra mình đã chát cho mấy ông này đào hoàng rồi. Mà không cay được. Đi ra nào. Đâu tôi lại sang B nha anh em. Tôi lại sang B. Đây B có này. Đây này. Anh em slip anh em có thể kê chỗ lại cũng được này. Nó vào rồi. Còn một thằng sóc lọ rồi. Đó. Anh em thấy không? Anh em thấy tôi không có giáp mà tôi vẫn có thể canh bình thường mà. Tôi không giáp không item mà tôi vẫn canh bình thường đây. Đó. Quên rồi. Từ từ thôi bạn ơi. Ở nước có thằng ấy. Úi giời ơi. Cửa. Đồng đội mình móc đến nhà nó rồi kìa. Ông kia ông móc nhanh lên. Chết chưa? Chết kỹ cái nước nha. Ôi vẫn còn này, vẫn còn này. Hay, đấy, win ngay. Ổn áp ngay. Ô, rào đông này, rào đông này, rào thấy hai view luôn này. Mày bê đi, mày bê đi, để tôi canh rào cho. Khói thế. Không biết là khói lo đáp hay là bên mình đáp cơ. Úi trời ơi, bom bay liếc xiềng. A lên này, long A này. Còn nhá, rào còn này. Ra đây. Đâu rồi ta? Thằng này gần thì chết được sao á. Cẩn thận hành lang này. Hay rồi. Thằng lửa đâu nhỉ? Bắn không giáp không item này anh em thông cảm với mình nhá. Mình kiểu là bắn không được tự tin đấy. Lúc B à. Bắn không được tự tin cho nên là mình không có dám chạy láo hay không có dám đẩy ra để bắt người. Rất là nguy hiểm. Hay quá. Mình hồi sinh ở gần cái cầm này cũng lợi thế phết này. Có thể ép rào nhanh này, có thể là vào ca nhanh này. Nhưng mà hiện tại thì mình không dám ép. Từ từ ra. Hành lang ngoài ông đó. Cứ phải kê chắc anh em ạ. Mặc dù là biết là có đồng đội ở đây rồi nhưng vẫn phải kê. Chỉ sợ nó bắn chết đồng đội phát nó lao lên luôn. Không kịp bắn. Miss xa này. Làm luôn rồi. Ê, bọn này chỉ ở dốc B chứ. Chỉ ở dốc B với ở nước B rồi đấy. Nước 3 kìa. Ui xe 4 nhà luôn luôn này. Đâu nước B đâu. Nước B có ai đâu. Ôi trời ơi. Ra đúng cái tơ đạn spam kìa. Chết luôn chứ. Xong rồi. Chạy đi. Ôi xong. Hay lắm. Sang thủ cái B này anh em ạ. B ngoài lúc B có khói này khả năng có đấy. Có khói đỏ như này khả năng bây giờ tầm bây giờ nó sẽ một ở lúc B2 là ở mít nước rồi.
chứ nó không có kiểu mà nó đáp khói xong là nó thủ nhà đâu. Bọn này nó di chuyển nhanh lắm. A à, bên mình còn đang nguy hiểm đấy nhở. Họ đang bỏ B cho ông này, ông canh thôi. Tôi canh cái A này mới được. B vào à? Nó vừa bỏ cái nó vào luôn ạ. Giữ cái B chắc nhá. Mấy ông kia đẩy cao thế. Bên GR mà mấy ông đẩy cao thế nhở. Rồi xong luôn. Đấy, bây giờ đứng đây là đẹp rồi đấy. Đứng đây là mình sẽ một là mình sẽ bao quát kiểu cái A này để cho ông kia xuyên tâm ông bắt cái B. Mình đứng đây mình bắt ba đường nhá, bắt đường mid này, đường hành lang này. Định bệnh. Ui giời, rào lên luôn. Long A, Long A. Má nó giạt ra cái mồm luôn ạ. Cảm giác đau vãi trưởng. A à, hai thằng đấy. Hay, còn thằng nữa. Ồ được. Tuyệt vời. Quá đỉnh luôn. Rào khó này. Chết luôn. Ui, C4 trong rào luôn đấy. Ra chiếm cái rào luôn. Ui, đau rồi nha, đau rồi nha. Đồng đội bắn đau rồi nha. Bung lụa đi em. Ui rồi, không bay kìa. Ui trời ơi. Ê, quả bom của mình thì không bay. Ông kia ông đáp quả bom thì bay luôn ạ. Ui, hỗ trợ hai luôn. Hay quá nhờ. Ui, đồng đội lao nhanh thế. À, chờ tí nào. Lao rất là nhanh. Ui ở đây cũng... Đây rồi. Đây là cửa mít còn này. Ui chết chưa ta. Trời ơi đồng đội lao nhanh quá. Không có kin mà ăn anh em ạ. Ui tiếng súng ở hành lang này. Hành lang này. Ui đồng đội ăn luôn rồi. Tài nhờ bọn này sao nó không thể nào nó ngó ra cái cửa sổ ấy nhờ. Thật rào nha. Nhà nó này. Ui cha. Cái địch không mệnh. Phải cả trưởng ạ. Nó gian quả bom cái còn một máu luôn ạ. Mẹ không hiểu kiểu gì luôn. Đúng là nguy hiểm thật đấy chứ. Má chả gặp nhau gì mà cũng một C ạ. Không đùa được. Từ từ bạn ơi, tôi 1C rồi đấy. Bạn đi từ từ thôi nha. Tôi không cover đâu nha. Hay quá. Dốc B luôn này. Hay quá. Ấy, thằng này đâu ta? Lướt không có, lướt không có. Khả năng thằng này chia A rồi đấy. Thằng này, thằng này. Khả năng thằng này đi HL lên A rồi. Ấy, bao nhiêu có phốt dưới gầm thì phải. Biết ngay mà. Mình nghe mình cứ tưởng phốt đồng đội cơ. Nhưng mà phốt đồng đội nó ở ngay cái đoạn mid. Nó cách thằng này, như là mình nghe cái phốt mình phán đoán là thằng kia nó lúc ở dưới chân cái gầm. Và thằng đồng đội mình nó ở cạnh ngay đó. Chứng tỏ là tai mình vẫn thính. Nghe đấy xịch xịch mà. Sao mấy ông này cứ đáp khói ở cái chỗ này khó bắn đấy nhở. Ép cái B cứ đáp khói ở chỗ này khó chơi thật. Rồi xong tôi rồi. Trời ơi. Vai cật xưởng ạ. À, quả flash mù lâu kinh khủng luôn. Mấy ông tanh này thì không lên cover cho mình chứ. Để mình ngồi lâu á. Hay. C4 lên B đi. Ui C4 mất ở nhà này. Trên nhà mình còn thằng này. Rồi xong luôn. Ôi bình tĩnh thôi. Ui sửa hơi đen. Hơi đen.
Chết báo cái, vãi cả chết báo cái ạ. À. Vãi ông thần nhìn thấy nó rồi. Nhìn thấy nó rồi mà bắn không được, kêu đồng đội chết báo cái, vãi cả chửa cái lý do thế. Mấy ông này rất hay lý do nha. Lỗi do mình nhưng lại đổ cho đồng đội. Anh em có công nhận không? Hay rồi, lỗ A này ra này. Cá, ôi trời ơi, còn trăm C thì thoải mái xử lý rồi. Trời. Vâng thì bắn ghê đấy. Không đùa được. Bình tĩnh nha. Tại sao mấy này. Bảo bao lần rồi anh em ạ. Méo hiểu kiểu gì, tại sao cứ ra cái nước B này xong còn đắp khói ở cái cầu B làm cái gì nhỉ? Hết khói xanh, khói đỏ rồi lại khói trắng ạ. Đáp này sao mà tôi bắn được? Bắn trước vừa nhắc rồi. Khổ thật đấy chứ. Lưa có là mít lưa có rồi. Méo dăm ép. Bình tĩnh nha. Hay quá. À, từ đầu từ hẹo chứ. HL á? Hành lang à? Ôi méo đâu? Trời ơi. Dưới gầm này. Đó, đồng đội báo láo thật. Báo hành lang với vãi cả trưởng. Nhưng mà không thể tin tưởng ông nào cả. Bao nhiêu kinh nghiệm bắn C4 rồi, rút bao nhiêu là lần chết oan rồi mà mình vẫn không rút được kinh nghiệm anh em ạ. Vẫn cứ nghe đồng đội thôi. Ôi trời ơi, từ từ nha. Quả flash trắng dái luôn. Lấy ra này, đồng đội chiếm A rồi này. Lên A này anh em ơi. Ôi C4 rơi ở kia. Khó rồi. Hay rồi. Khả năng thằng này nó canh C4 đấy nhá. Hay. Đó. Càng phèo phết đây anh em ạ. Đấy. Lại cái kiểu tung khói rất là bừa bãi nha. Không hiểu tung có dụng ý gì. Rất chi là buồn cười. Mấy cái ông này. Đồ, giết nó luôn. Ai chết rồi. Trong kho còn này. Vào. Ui trời ơi. Ông đồng đội ông chạy cũng nhanh cơ. Mình vào mình cover cho ông ấy chạy một phát về nhà mình luôn ạ. Vãi cả trường. Bó tay thật sự. Rồi. 4 vs 3. Bây giờ làm gì đây? Ông này mồm rồi. À, quả ông này mà vào cùng tôi là khả năng là liếm được cái thằng trong kho B ấy. Đấy. Bây giờ thua rau này là rau thua hơi xàm này. Quả giết được thằng trong B là vào được B rồi. Vào được B đặt C4 rồi. Cái gì chơi? quê vãi trưởng thoát luôn rồi anh em ạ. À, ông thần sấy bằng đạn quê. Tôi ghi hình lại được rồi. Ông có thoát đằng rời. Ui giời ơi. Sao cái trận đấu này sao lại nhiều ông có những cái pha bắn nó hơi bị mù mắt người xem anh em ạ. Kiểu ông vừa nãy ông sấy cả băng đạn và cái thằng góc bê, ông quê ông thoát luôn anh em. Vãi cả thoát luôn. Ui. Đấm. Hiệp lại anh em súng thế. Từ từ đã nào. Eo ơi đẩy kìa anh em nhìn kìa. Anh em nhìn đồng đội tôi nó đẩy kìa. Ủa không cần slip cover luôn. Thế là mới chất chơi. À, bắn gì ghê gớm quá vậy anh em. Ôi xích cho nó một nha. Ui rồi còn thằng nữa này. Cách cái lỗ A tôi nha. Ôi còn này. Ui giời hành lang còn luôn. Đồng đội lên A rồi này anh em.
Hay. Trên A còn đấy. Đâu rồi ta? Này không biết. C4 luôn đi anh em. Mình kiểu mình mấy pha gọi là đụng độ toàn 2-3 thằng 1, đắp chiếu hơi nhanh. Kể nó cứ ra một thằng 1 thì cảm giác nó dễ ăn. Nó cứ ra đông đông cảm giác dễ đắp chiếu vãi trưởng. Cố lên nào anh em. Hai tem bắn hơi căng ấy. Bình tấn nha, bình tấn nha. Ui, mít gần có nha. Ừ, để tôi mò AK lên nào. Trời ơi, tôi lên đến vuông ca rồi, cần gì phải đáp flash nữa anh em. Quả đáp flash chí thật. Đấy, lại flash này. Biết ngay mà, đồng đội sao cứ lên đến nơi rồi mà cứ đáp nhỉ. Buồn anh em thật chứ. Đồng đội lên thì chiếm hết sai rồi mà cứ dã flash lên thôi ạ. Ấy, những cái pha đấy mà không may mà có thằng địch nó lao ra nó bắn rồi thì đúng là có phải là ngu người không? Cái pha đấy là những cái pha chết rất là cay ấy. Ấy à, lỗ ai. Từ. Nào nhảy đây. Nó không nhảy rồi anh em ạ. Anh em để tôi vào giết thằng này luôn. Úi trời ơi, flash dính chưa? Úi giời, kê tui này. Úi, hay chưa? Quá ghê gớm. Được à? Này là chiếm cái rào tiếp này anh em. Đúng rồi, đúng bài đấy. Đi rào là phải flash anh em ạ. Đi rào mà không flash là dễ gọi là lắp chiếu á. Ui, cái ông đồng đội lại của mình, ông ấy chạy như kiểu là chỗ không người ấy. Bình tĩnh nha. Hành lang có đúng không? Đâu rồi? Đâu hết rồi? Úi dồi, C4 rơi rồi, khó rồi. Chiếm được cái xe A mà không có C4 cũng khổ nhờ. Hãy vào hành lang đi. Rồi, một thằng này. Đâu hết rồi. Ấy, bây giờ biết xa có rồi. Ố. Trời ạ, tưởng nó ở bên mé hướng rào, thế méo nó ở giữa mít luôn. Chạy đâu rồi? Úi cha. Ôi biết chơi đấy, mấy ông này chơi gọi là bắn tốt luôn đấy. Quá chạy chỗ các thứ luôn. Quá kinh khủng. Không ai đi B luôn à? Mỗi mình tôi canh cái kho B à? À, trong kho có này. Úi trời ơi, bom đã ra nước B hơi nhiều. Có ai ra đây không? Không ai ra luôn, có ai phô luôn. Thế mà cái lúc mình ép lên là nó lại phô nha. Ừ, cũng hay à. Nhất quyết không phô cái nước B à? Trên nhà mình có này. Nhảy xuống cover thì đồng đội hẹo luôn. Ấy. Móc nước luôn này. Đấy anh em thấy không? Mình vừa bỏ tâm ở kho B cái là nó móc lên giúp B cho mình ngay à. Rất là ghê luôn. Lỗ à. Bình tĩnh nha, để tôi lên A tôi chơi hai này luôn. Xe 1 lỗ A1 đúng không? Đâu rồi nhỉ? À, lỗ A. Ây da. Ủa đùa chứ. Tại sao lại canh ra cái chỗ này ta? Không nghe phốt sao? Nghe phốt rồi. Cái quả ấy là mình định để cho nó chạy qua, mình không muốn bắn thằng đấy, mình bỏ thằng đấy luôn để mình bắt thằng kia. Nhưng mà thế méo là nó nhảy ra lại check thẳng vào cái chỗ mình luôn. Cái chỗ đấy là cái chỗ rất là khó check anh em ạ. Cái chỗ góc đầu ca ấy là cái chỗ rất là khó check. Mà nó ra nó check vào đấy thì đúng là chịu rồi, bỏ tay rồi. Mình tính bỏ người mà.
Hay lắm anh em. Ui chà. Kho B1. Má nó đi lừ đừ thế mà bắn méo nào vẫn trượt được ạ. Cố lên anh em. Anh em cứ để ý xem, bắn kiểu mà không có giáp này nhá. Nó kiểu là đạn giống kiểu là găm vào đầu ấy. Mấy thằng nó sấy bừa 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 cũng kiểu đạn nó cũng dính vào đầu mình ấy. Quay về nhà nhặt được quả C4 thì đẹp. Hay rồi. FA này anh em. Rồi, có một ông tôi vừa đi qua, tôi thấy một ông đồng đội tôi là ngước mặt lên trời, hận đời vô đối. À vẫn là cái ông Mister vừa ông bắn mà bắn kiểu bắn lỗi thôi, ông quê con thoát ra giờ ông vào ông treo luôn ạ. Loa này. Rồi, mấy ông kia đi sau mà không có bờ cho ông kia cái loa. Để ông chết. Hành lang có, loa tôi kê rồi, bắn hành lang đi. Lên A này, ông C4 kia ông treo nhà rồi. Hành lang chết này. Cố lên ông thua đấy, hay quá. Hay, tuyệt vời. Tao cuối lại, chung kết lại game này, cẩn thận này. Trận này phải cẩn thận này. À, không vội vàng được. Không tỏ là phô mít luôn. Mít ép này phải này. Nghe tiếng flash đâu ấy. Mình tính nha anh em, mình tính nha. Ui chà, khói đỏ này, bỏ đi. Ta rào chiếu cái rào đi. Ui dồi ôi, dán rào mà để nó chiếm cái rào xong rồi. Ui chà. Địch bệnh bọn này đùa chứ. Anh em thấy chưa? Má ra cái rào nhìn nó thoáng quá thôi mà mất còn 38 máu này. Hay rồi, đang hơn người nha. Rào lên này. Hay quá anh em, hay quá anh em. Cố lên, tôi có quay thằng ở rào này này. Đâu rồi, luôn đâu rồi, hay rồi. Ôi, thằng nữa ở hẹp rào sao á. Đâu người ta. Ôi, hẹp rào, hẹp rào, hẹp rào này. Ui hay, win anh em ạ. Ok, clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nha. Bye bye.